Giờ đây cùng nối tiếp các chương trình buổi trưa ngày hôm nay, Tiểu Quốc Đạt cùng xin mời giọng ca của Bảo Thoa. Và để tiếp nối chương trình thì Bảo Thoa mời phép gửi đến toàn thể các chú anh chị một bài giọng cổ giao duyên. Anh ở đầu sông, em cuối sông. Cảm ơn những tràng vỗ tay của toàn thể tất cả quý vị.